Tình làng nghĩa xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu. Tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn chân quý. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Nhìn cái phim này mà tôi nhớ không dễ sợ. Đi, sao con tâm lý quá vậy? Con biết mỗi lần bà khóc á là con bóp vai bà để cho bà thư giãn. Cảm ơn con nhiều nha, thiệt tình luôn á. Sao con chưa chịu đi chơi mà con ở đây bóp vai cho bà vậy? Con làm ơn nhẹ nhẹ tay giùm cái da tay mày bữa nay sao mà khô dữ vậy con? Sao mà sao cảm giác không phải như cái tay mày mỗi lần vậy? Trời đất ơi, đang thui chù lùi. Trời đất ơi, bữa nay mày đặt xăm tay nó, mày làm ơn xóa giùm cái đi ha. Con gái xăm tay là xấu lắm đó. Trời đất ơi, cái da tay nó khô queo của quốc. Làm ơn mua lotion xức vô giùm tôi đi. Trời ơi! Ê, trời ơi! Ở đâu ra? Cái gì vậy? Cô làm gì vậy? Con đâu có làm gì đâu. Cô mà quên bạn trai con à? Ê, trời đất ơi! Trời đất ơi! Con quỷ này tại sao mày nói bậy bạ vậy mày? Cô nắm tay nắm chân người ta nó còn gì nữa? Mày hả? Mày nha, mày hồ đồ ha. Mày dám nói cô vậy ha. Mày có tin là tao ban lệnh giới nghiêm là mày khỏi ra ngoài chơi luôn không? Ủa? Hoa ơi! Dạ Hoa à! Tiếp, vô đây, vô đây, vô đây! Có nhà không? Trời ơi, tao ngồi chần chần đây mà còn hỏi. Trời đất ơi, nhà gì mà kiếm khó, chết luôn á. Trời ơi, thương quá à. Nè. Chào Hiến Kinh. Dạ, chào anh. Dạ. Ôi, nhìn vậy mà kêu bằng anh. Chứ kêu bằng gì? Kêu bằng chú được rồi. Thiệt chưa? Thiệt luôn á. Nói nghe nè, tôi bước vô cái nhà này chưa hành nghề luôn. Tôi chỉ hửi thôi. Tôi thấy cái nhà vậy mà âm khí không hả? Ý nói là tụi bay đó, tụi bay là một cặp âm binh đó. Đó, thấy chưa? Cặp ông vậy ông kiểu âm binh kìa. Ê, cái anh này, chú, cha nội, chị Tuyết. À, chị Tuyết, ông vừa phải nha. Chị Tuyết vừa phải rồi nha. Dạ sao? Chị nói em sao không được, sỉ nhục em sao không được, mà đụng tới lì, làm mệt với em thì chị muốn sao? Nè, cái cậu trẻ kia, tôi nói cho cậu nghe, cậu còn nhỏ dại lắm. Cậu chưa có hiểu được thế nào là tốt, thế nào là xấu. Thế nào là thiên đàng địa ngục gì đâu. Cho nên á, đừng có mà ăn nói hàm hồ, biết chưa? Không được biết thiên đàng địa ngục gì hết trơn á. Giờ sao? Tôi đủ không? Ê trời, đi nè nè, thôi. Tụi bay làm ơn đi chơi giùm cái đi, để tao có bói. Nè nè, con nói thiệt, con tin cái này hả? Con tin cái này. Tin xong tin. Ừ, chưa có gì hết trơn, bước vô nhà mà nói tầm bậy tầm bạ là con thấy con không khoái rồi đó. Tiễn đi, tiễn đi. Nè, cậu trai trẻ, tôi nói cho mà nghe nè. Tôi nhìn cái nhân tướng của cậu á thì cũng có vẻ là một người tương lai sáng lạng, chứ đâu đổ đó, muốn gì được nấy. Nhưng sao? Nhưng mà... Cái gì? Không có được. Là sao? Nhưng cái gì? Nhưng mà cái đường tình duyên của cậu sẽ gặp nhiều trắc trở đó nha. Tôi nói cho mà biết. Bởi vì biết sao không? Kiếp trước của cậu chỉ biết nhận, chứ có biết cho. Cho nên kiếp này ha, mà nếu mà quen ai trả hết nợ xong, người ta sẽ rời bỏ. Nói bậy tụi bạ đi nha. Cái gì vậy Lị? Trả cho Tuấn đó. Thôi Tuấn không có lấy đâu. Trả nè. Tự nhiên Lị làm gì có tiền mua quá chạy đồ cho Tuấn vậy? Không nghe bà thầy bói có nói hả? Tuấn mà tặng quà nhiều quá cho Lị á, mới mốt đủ rồi ái mình chia tay luôn á. Thiệt tình luôn, Lị tin bà thầy bói nè. Kỳ này hả, Tuấn kiếm bà thầy bói hả, Tuấn quýnh bà bể mặt luôn á. Tuấn quýnh bà bể mặt hả? Lị quýnh Tuấn bể mặt luôn á. Làm gì Lị quýnh Tuấn? Thiệt luôn, tự nhiên bà thầy bói nó giao cái lực không được gặp Lị, rồi không được tặng quà cho Lị, vô lý. Mặt tức lắm,
Tuấn chỉ cảm thấy Tuấn mạnh mẽ là khi Tuấn có thể lo lắng được cho Lì thôi à. Mày cũng đâu muốn đâu. Tiền bỏ ra mua đồ trả lại cho Tuấn á, tiếc đứt ruột luôn á. Mà giờ định mệnh nó là vậy rồi, hay là tôi muốn chia tay? Không, Tuấn là không thể nào xa Lì được. Nhất định phải có cách. Sao? Chị muốn giải phải không? Dạ. Ừ, muốn giải á thì thuyết bày cho, nhưng mà chắc hơi cực nghe. Dạ không sao, cực con chịu được. Chịu phải không? Dạ. Ủa sao cực như cô? Thì cũng hơi rộm rạng chút. Chịu cực đi. Dạ được, dạ được. Được ha. Dạ. Rồi bây giờ như vậy, 12 giờ đêm chuẩn bị cho tôi 7 cây đàn cầy, 7 dung rượu, 7 dĩa gạo, 7 dĩa muối, 7 quả trứng, rồi quay mặt về hướng Tây lại 7749 lần. Ủa cô? Sao? Lỡ trời mưa rồi sao? Có chuyện tụi bay. Nhớ chưa? Dạ. Mà khoan, còn nữa. Đây là cái bài khấn. Khấn đúng y như vậy, nghe chưa? Dạ. Hình như còn thiếu cái gì á. Thủ tục đâu? Lì ơi, ráng lên Lì ơi, còn có mấy lần nữa là xong rồi Lì ơi. Lì. Cái gì? Ba bị bắt rồi hả? Trời, sao lại bị phát hiện vậy? À, thôi đúng rồi, đi đêm con ngày gặp ma, cho ba đáng đời luôn. Tuấn. Dạ, dạ. Mày làm cái gì vậy? Dạ, của con cũng dạy nghiệp. Trời ơi, Lan sao? Dạ không có, tại cô con nghe lời cô Tiết mà nếu hai đứa muốn ở bên nhau trọn đời á là phải cúng giải nghiệp. Ừ. Với lại cô Tiết dặn á, trước khi cúng á là phải nhịn đói 3 ngày 3 đêm. Trời ơi. Vậy nên giờ tụi con chưa ăn gì hết á. Ôi trời ơi, tụi em nhịn đói 3 ngày 3 đêm rồi đó hả? Dạ 3 ngày 3 đêm. Ôi, rồi. Trời đất ơi. Đêm về gần xong rồi. Khấn xong rồi. Tuấn với Lì ở bên nhau trọn đời. Đúng rồi. Thôi thôi, dẹp. Không có cúng gì nữa hết. Không không, tụi con muốn ở bên nhau để cho tụi con cúng đi mà cô. Dẹp. Dạ sao dẹp? Không có cúng gì nữa hết trơn á. Bà Tuyết bà bị bắt rồi. Ờ, là sao cô? Đây đó, cũng đi coi bói ha. Coi cái cặp y chang như tụi bay vậy đó. Cũng kêu hai đứa nhịn đói vậy đó. Rồi cuối cùng cái con nhỏ nữ đó nó xỉu, chở vô bệnh viện cấp cứu rồi. Gia đình á người ta chạy lên người ta đánh ngay tại nhà luôn, đưa lên công an rồi đó. Ủa cô? Hả? Vậy hai người đó có chia tay không? Trời đất ơi, chia tay cái gì? Hơi nào mà tụi bay tin bả chứ không biết nữa. Trời ơi, vì sao con thấy con sùng bái cô Tiết quá trời làm tụi con tin luôn. Sùng bái hồi nào? Trời ơi, thấy bả tội nghiệp tao khen cho bả vui thôi. Sùng bái đâu mà sùng bái. Trời đất ơi, rồi tiền của tụi con giờ sao? Bà đã có nhiều. Đưa cho bà bao nhiêu? 3 triệu. Cái gì? 3 triệu? Dạ, 3 triệu. Trời đất ơi, tụi nhỏ nó làm ăn không có tiền mà nỡ lòng nào gạt nhỏ vậy. Cô giờ sao cô? Sao cô? Sao cái gì nữa? Vô ăn cơm chứ kia sao cái gì nữa? Bộ tụi bay tính nhịn đói cho tới chết hay sao? Hả? Dạ, dạ. Dẹp. Không có cuốn kiến gì nữa. Dẹp đi, dẹp. Dạ, dẹp. Trời ơi, Lì ơi, anh mừng quá, vì là tụi mình không có xa nhau rồi Lì ơi. Mừng ơi, vậy nè, vậy là mốt á, tức mua đồ tặng cho Lì nhiều nha. Ê khoan nữa, còn 3 triệu sao? Trời ơi, Lì ơi là Lì, bây giờ là tụi mình ở bên nhau là mừng rồi, tiền bạc bỏ qua đi Lì ơi. Cái gì? 3 triệu của tôi mà. Tôi biết rồi. Mệt quá, không biết đâu, giờ đi đòi lại 3 triệu của tôi đi. Không biết là chết với tôi á. Hoàng gia trở là hoàng gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người.